Nội dung tiếp theo chúng ta xét các hàng đẳng thức đối với tập. Xét tập vũ trụ U và các tập ABC là các tập con của U thì chúng ta sẽ có các đẳng thức đối với tập như sau. Chúng ta có luật đồng nhất đó là tập A hợp với tập rỗng chính là A. A giao với tập U chính là A. Luật luốt A hợp với U chính là tập U. A giao với tập rỗng chính là tập rỗng. Luật lũy đẳng A hợp với A chính là A. A giao với A chính là A. Luật bù tập bù của A sẽ chính là A. A giao với tập bù của A chính là tập rỗng. A hợp với tập bù của A chính là tập U. Luật đề móc gan tập bù của A hợp với B chính là tập bù của A giao với tập bù của B. Tập bù của A giao với B chính là tập bù của A hợp với tập bù của B. Luật giao hoán A hợp với B chính là bằng tập B hợp với A. A giao với B chính là bằng B giao với A. Luật kết hợp A hợp với B, tất cả hợp với C cũng chính bằng A hợp với B hợp C. A giao với B, tất cả giao với C cũng chính bằng A giao với tập B giao C. Luật phân phối A giao với tập B hợp C chính bằng A giao với B hợp với A giao với C. A hợp với B giao C chính bằng A hợp với B giao với A hợp với C. Luật hút A hợp với tập A giao B chính bằng A. A giao với tập A hợp B chính bằng A. Để chứng minh các tập là bằng nhau, chúng ta có các cách chứng minh như sau. Chứng minh theo logic mệnh đề, tức là sử dụng cách mô tả logic mệnh đề. Thứ hai, chứng minh theo định nghĩa tập. Thứ ba, sử dụng các bảng thành viên. Thứ tư là sử dụng các hàng đẳng thức đối với tập. Chúng ta sẽ lấy ví dụ. Chứng minh rằng tập bù của A giao với B chính bằng tập bù của A hợp với tập bù của B. Như vậy, để chứng minh hai tập này bằng nhau thì chúng ta sẽ chỉ ra rằng mỗi tập là tập con của nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng tập vế trái là tập con của tập vế phải. Theo định nghĩa A là tập con của B khi và chỉ khi lượng từ với mọi x. Nếu x thuộc vào A thì x thuộc vào B là đúng. Để áp dụng vào điều cần chứng minh, chúng ta cần chỉ ra rằng nếu x thuộc vào tập bù của A giao với B thì nó phải thuộc vào tập bù của A hợp với bù của B. Giả sử rằng x thuộc vào tập bù của A giao với B thì từ đó suy ra rằng x sẽ không thuộc vào tập A giao với B. Như vậy, theo định nghĩa của tập A giao B thì chúng ta có A giao B chính là tập tất cả các phần tử x thuộc vào A và x thuộc vào B. Như vậy, x không thuộc vào cái tập A giao B, vậy thì chúng ta lấy phủ định của nó. Đưa dấu phủ định vào trong, chúng ta sẽ có phủ định của x thuộc A tuyển với phủ định của x thuộc vào B. Bây giờ chúng ta sẽ đưa dấu phủ định vào trong dấu thuộc. Như vậy chúng ta sẽ có x không thuộc A hoặc x không thuộc B. Từ đó suy ra rằng x không thuộc vào A, vậy thì x phải thuộc vào tập bù của A. Như vậy tuyển với x không thuộc vào tập B thì chắc chắn x sẽ phải thuộc vào tập bù của B. Và như vậy chúng ta suy ra rằng theo định nghĩa của phép hợp, chúng ta sẽ có x sẽ thuộc vào tập bù của A hợp với tập bù của B. Như vậy chúng ta đã chứng minh được vế trái là tập con của vế phải. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh điều ngược lại, đó là chứng minh cái vế phải là tập con của vế trái. Chúng ta cần chỉ ra rằng nếu x là tập thuộc vào vế phải thì nó cũng phải thuộc vào tập vế trái. Giả sử rằng x thuộc vào
tập vế phải tức là tập bù của A hợp với tập bù của B. Như vậy chúng ta có được x sẽ thuộc vào tập bù của A tuyển với x thuộc vào tập bù của B. Bởi vì nó thuộc vào tập bù của A, do vậy khẳng định x sẽ không thuộc vào A tuyển với x không thuộc vào B. Bởi vì x không thuộc vào A, do vậy chúng ta sẽ đưa dấu phủ định ra ngoài. Chúng ta có phủ định của x thuộc vào A tuyển với phủ định của x thuộc vào B. Áp dụng luật De Morgan, chúng ta đưa cái dấu phủ định ra ngoài chung thì chúng ta sẽ đổi cái dấu tuyển thành hội. Như vậy chúng ta có phủ định của x thuộc vào A hội với x thuộc vào B. Theo định nghĩa của phép giao thì chúng ta sẽ có trong ngoặc sẽ chính là x thuộc vào tập giao của A giao với B. Không phải là x thuộc vào tập A giao B, như vậy khẳng định x sẽ thuộc vào tập bù của A giao B. Như vậy chúng ta đã chứng minh được vế phải là tập con của vế trái. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cả hai chiều. Như vậy chúng ta đã chứng minh xong vế trái bằng vế phải. Ví dụ 7, sử dụng ký hiệu xây dựng tập và phép tương đương logic để chứng minh luật De Morgan. Tập bù của A giao với B chính bằng tập bù của A hợp với tập bù của B. Chúng ta sẽ biến đổi từ vế trái qua vế phải. Theo định nghĩa thì chúng ta thấy rằng tập bù của A giao với B chính là tập tất cả các phần tử x sao cho x không thuộc vào tập A giao B. Vậy thì không thuộc vào thì chúng ta sẽ có phủ định của x thuộc với A giao B. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng theo định nghĩa của tập A giao B, x thuộc vào tập A giao B, vậy thì x sẽ thuộc vào A và x thuộc vào B. Bây giờ chúng ta đưa cái dấu phủ định vào trong thì chúng ta sẽ có phủ định của x thuộc vào A tuyển với phủ định của x thuộc vào B. Và bây giờ chúng ta lại áp dụng ký hiệu không thuộc, đó là chúng ta có x không thuộc vào A tuyển với x không thuộc vào B. Và đến đây nếu x không thuộc vào A thì chắc chắn nó thuộc vào tập bù, tương tự như thế cho tập B. Vậy chúng ta có được điều này. Và áp dụng định nghĩa của phép hợp, chúng ta sẽ có x thuộc vào tập bù của A hợp với tập bù của B. Như vậy theo định nghĩa như thế này thì chúng ta sẽ có chính là tập bù của A hợp với tập bù của B. Như vậy chúng ta đã chứng minh xong. Cách thứ 3 để chứng minh đẳng thức là chúng ta sử dụng bảng thành viên. Chúng ta sẽ xét mỗi tổ hợp tập mà một phần tử có thể thuộc vào và chứng minh rằng phần tử trong tổ hợp đó cũng thuộc về hai vế của đẳng thức. Trong bảng thành viên, để chỉ ra rằng một phần tử là thuộc vào một tập thì chúng ta sử dụng giá trị 1, và để chỉ ra rằng một phần tử không nằm trong một tập thì chúng ta sử dụng giá trị 0. Chúng ta lấy ví dụ số 8, sử dụng bảng thành viên để chỉ ra rằng A giao với B hợp C bằng A giao với B hợp với A giao với C. Trước hết chúng ta sẽ liệt kê các tập xuất hiện trong từng đẳng thức này. Chúng ta có 3 tập ABC, B hợp với C, sau đó là tính được vế trái. Tập A giao với B và A giao với C, sau đó là tính được tập vế phải. Chúng ta xét các khả năng. Trường hợp thứ nhất là với phần tử thuộc vào tập A, tập B và tập C. Như vậy chúng ta sẽ có các kết quả. Phần tử này cũng thuộc vào tập B hợp C, thuộc vào vế trái, thuộc vào A giao B, thuộc vào A giao C và nó cũng sẽ thuộc vào vế phải. Bây giờ chúng ta xét đến khả năng thứ hai. Đó là phần tử này thuộc vào tập A, thuộc vào tập B nhưng không thuộc vào tập C. Bởi vì phần tử này thuộc vào tập B nên nó thuộc vào tập B hợp với C. Bởi vì nó thuộc vào tập A và thuộc vào tập B hợp C, do vậy nó thuộc vào vế trái. Bởi vì phần tử thuộc vào AB, do vậy nó thuộc vào tập A giao B. Bởi vì phần tử này không thuộc vào tập C, do vậy A giao C không chứa phần tử này. Vì phần tử này thuộc vào tập A giao B nên nó thuộc vào tập A giao B hợp với A giao C.
Xét trường hợp thứ ba, đó là phần từ này thuộc vào tập A, không thuộc vào tập B và thuộc vào tập C. Vậy thì bởi vì phần từ này thuộc vào tập C nên nó thuộc vào B hợp C. Bởi vì phần từ này thuộc vào A và thuộc vào B hợp C, do vậy nó thuộc vào vế trái. Bởi vì phần từ này không thuộc vào B, do vậy nó không thuộc vào A giao B. Bởi vì phần từ này thuộc vào A và thuộc vào C, do vậy nó thuộc vào A giao C. Do đó cũng suy ra được nó thuộc vào tập A giao với B hợp với A giao C, bởi vì phần từ này thuộc vào A giao C. Trường hợp thứ tư, phần tử này thuộc vào tập A, không thuộc vào B, không thuộc vào C. Do vậy nó cũng sẽ không thuộc vào tập B hợp C. Chúng ta khẳng định được là nó không thuộc vào tập A giao với B hợp C, bởi vì nó không thuộc vào B hợp C. Bởi vì phần tử này không thuộc vào B, do vậy nó không thuộc vào A giao B. Bởi vì nó không thuộc vào C, do vậy nó cũng không thuộc vào A giao C. Do vậy hợp của A giao B và A giao C không chứa phần tử này. Tương tự như thế, chúng ta xét cho đến trường hợp cuối cùng là trường hợp số 8. Nào, phần tử không thuộc vào cả 3 tập ABC. Chúng ta nhận thấy rằng bởi cái cột vế trái có tô màu vàng đây và cột vế phải cũng có tô màu vàng đây là giống nhau ứng với mỗi hàng. Do vậy, kết luận đẳng thức cần chứng minh là đúng. Chúng ta lấy ví dụ số 9. Gọi ABC là các tập, chứng minh rằng tập bù của tập A hợp với B giao C chính bằng tập bù của C hợp với tập bù của B, tất cả giao với tập bù của A. Chúng ta sẽ sử dụng các hàng đẳng thức đối với tập để chứng minh đẳng thức này. Chúng ta áp dụng luật De Morgan, áp dụng cho phép hợp thì chúng ta sẽ có tập bù của A giao với tập bù của B giao C. Chúng ta lại tiếp tục áp dụng luật De Morgan cho cái ngoặc thì chúng ta sẽ có tập bù của B hợp với tập bù của C. Đến đây chúng ta áp dụng quy tắc giao hoán đối với phép giao thì chúng ta đưa cái ngoặc này sang bên trái và cái tập bù của A sang bên phải. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục áp dụng luật giao hoán đối với phép hợp cho cái ngoặc thì chúng ta có được kết quả cần phải chứng minh.